Ngày 20 tháng 3, Hội Nông dân xã Đồng Thịnh đã tổ chức Đại hội Nông dân lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân huyện, các đồng chí lãnh đạo xã Đồng Thịnh cùng với 69 đại biểu đại diện cho 975 hội viên nông dân trên địa bàn xã về dự đại hội. Hiện nay, Hội Nông dân xã Đồng Thịnh có tổng số 975 hội viên tham gia sinh hoạt, chiếm 82% so với hộ nông dân. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã kết nạp mới được 78 hội viên, đạt 104% so với nghị quyết đề ra. Qua bình xét hàng năm, có trên 95% chi hội đạt vững mạnh. Nhiều cá nhân và tổ chức Hội Nông dân xã được nhận bằng khen của tỉnh, của huyện trao tặng. Toàn xã có 1.285 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 102,3% kế hoạch giao. Hội Nông dân xã Đồng Thịnh đã phát triển quỹ hội mới tại các chi hội, nâng tổng số quỹ hội hiện có trên 160 triệu đồng. Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện nhận ủy thác với tổng dư nợ trên 7 tỷ đồng cho 120 lượt hộ vay vốn, dư nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp trên 10 tỷ đồng với 158 hộ vay. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân xã Đồng Thịnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu về công tác hội và phong trào nông dân mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Trong đó, phấn đấu 100% chi hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, phấn đấu kết nạp mới từ 10 hội viên trở lên. Có trên 60% số hộ nông nghiệp tham gia đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Đại hội Nông dân xã Đồng Thịnh, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra ban chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Đình Trung được đại hội tín nhiệm bầu tái cử Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Thịnh khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng thời, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Nông dân huyện khóa 10, nhiệm kỳ 2023-2028.